Rồi chào hết tất cả anh em và các bạn, thì trở lại đến buổi trưa ngày hôm nay thì mình tiếp tục đi thăm lúa của em 18 cấy nha các bạn. Bữa nay thì lúa nó cũng chín nó vàng chín nha các bạn. Thì bữa nay 10 công đất của mình thì thứ nhất là đi thăm lúa, thứ hai nữa là đem cà phê cho mấy chị tư lẫn cho mình đó các bạn. Thì bữa nay mình bắt đầu tiến hành cứ lẫn các bạn. Và mình thấy một điều là đến ngày hôm nay là cái lúa em 18 các bạn, tuy mình với anh Lành bên đây là anh Lành anh xạ trước mình một ngày, còn bên đây thì mình cấy sau anh Lành một ngày, nhưng mà hiện tại thì cái em 18 của mình nó đã chín rồi nha các bạn. Lúa đào thì 28 của anh Lành bữa nay thì cũng phơi màu cũng rất đẹp nha các bạn. Cái miếng lúa của này của anh Lành thì tương đối bông nó to dài nha các bạn, nhưng mà nó thưa bông hơn so với bên kia, thì nói chung năng suất nó cũng chín mười nha các bạn. Còn mình lúa cấy bông còn thưa hơn nữa. Cái độ phơi bông các bạn thì thường cái lúa sạ độ phơi bông nó dữ hơn các bạn. Cái lúa này của mình theo khoảng 28 cắt là vừa các bạn, khoảng chừng 8 ngày nữa. Bây giờ tới tỷ lệ nó chín khoảng 80% rồi các bạn. Tỷ lệ hiện tại thì nó chín khoảng 2 phần bông.
Thì thường thì cái giai đoạn gần chín đó các bạn, cái nguyên lý cái bộ lá đồng á nó vàng theo cái độ chín của bông thì nó hợp lý các bạn, còn nếu nguyên lý nó nghịch lại thì nó sẽ mất năng suất. Thì tùy theo cái khả năng mà quang hợp của cây lúa các bạn, nếu cây lúa nó quang hợp tốt thì nó vào gạo đầy đầy cái vỏ chấu sáng, nó sáng chắc thì có nghĩa là mình sẽ thu hoạch được, chứ không phải là cái thời gian thu hoạch ngắn hay dài, thì do cái độ quang hợp của cây lúa và từng giống lúa. Nay cái đội hình làm việc cho mình gồm 4 chị, có chị đội trưởng với 3 chị ghê nè các bạn. Đó, chị đó đội trưởng qua. Cà phê thằng ơi. Hello. Thường là người ta bầu đội trưởng là ta chọn cái người đẹp nhất nha các bạn. Tính ra nông dân ở đây mà có ăn nên làm ra là chị Thuận cũng là người lập công rất nhiều. Nói vậy cho bà đi cắt lúa cho nhà, bà có 2 cái máy xới là nha các bạn. Cái tư duy ham mê làm giàu nó cao quá cho nên là người ta không thích làm chủ cả. Yeah.